Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Deep Rock Galactic Survival nha các bạn. Ở tập này thì mình vẫn sẽ chơi Scout thôi, nhưng mà mod nhân vật của mình sẽ là Sharpshooter. Rồi ok, chúng ta đào xong cục này thì mình sẽ đi đến tổng quan nha các bạn. Rồi, map của chúng ta là Crystalline Cavern. Độ khó 3, Scout và Sharpshooter. Sharpshooter thì chúng ta sẽ có 15% tỷ lệ chí mạng và 50% đam chí mạng nha. Súng ban đầu nó sẽ cho chúng ta là một cái súng trường. Nó sẽ bắn một cái viên đạn rất là lớn. Tốc độ bắn cực kỳ chậm luôn. Đó, nhưng mà được cái là đam to và nhắm vào đối tượng máu cao nhất các bạn. Rồi, vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ diệt boss cực kỳ nhanh luôn á. Mình sẽ build nó full sát lực nha các bạn. Cứ gặp đam là xúc thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đào vàng các bạn. Và Ray of Fire. Ở đây có đam nè. Nhưng mà mình sẽ lấy tốc độ bắn nha các bạn. Tại vì tốc độ bắn của nó khá chậm. Rồi ok, mình đào ở đây một cái đám mokai đi. Cho xong 5 cục rồi mình biến. Rồi, đủ rồi đó. Lên cấp luôn. Ray of Fire. Ray of Fire cao và thay đạn chậm nó cũng vậy các bạn. Đó các bạn thấy không, nó nổ kìa. Rồi bắn viên coi. Bắn. Đó. Kiểu như là cái viên overkill á, là một viên chết luôn á, thì cái đối tượng chết nó sẽ nổ các bạn. Đó, nó nổ ra một cái lượng đam khá khá đó. Thêm một viên của mình bây giờ nó chí mạng lên 500 rồi. Rồi ok, mình sẽ lấy cái boss này luôn nha. Và xuống nhanh lên ông ơi. Ông hơi bị chậm rồi đó. Ok, lấy cái này đi. Khi mà đào vàng thì chúng ta sẽ có một lượng đam cực kỳ lớn nha các bạn. Mình có nên chơi nguyên tố trong cái game này không ta? Khoan nha các bạn, chúng ta sẽ lấy cái này. Đam lạnh để chúng ta làm chậm. Nó cũng không chỉ làm chậm đâu các bạn, nó sẽ có tỷ lệ là đóng băng luôn á. Ok, ở đây có vàng, mình sẽ đào vô đây lấy vàng. Ơi, hình như đang ngó cục hả? Đúng rồi. Rồi, tranh thủ thôi. Đào xong cục vàng này mình biến. Ui, tụi nó bao dây mình kìa. Feeling much better now. Thì ở đây có ngọc nè. Ui, nó nổ. Nó bắn xa lắm các bạn. Nó kiểu như đam tới mình không ngờ luôn. Thôi lên cấp luôn, ngon. Tất nhiên là đam rồi. Bắn nhiều đam rồi. Ui, ui, nó rít lên 6 rồi kìa. Lên cấp tiếp. Ui, đam. Thôi nhanh ơi. Cố gắng mình vét hết cái map này. Con boss nó đi theo mình một hồi là nó chết. Ôi, thôi. Đào con tí này cha cũng xong với chú nữa. Đó. Trời ơi, con boss nó bắn cả khúc máu như vậy. Tranh thủ đầu là có gì update. Ok, nó nổ kìa. Máu kìa. Rồi, lưỡi qua đây xin tí tiết thôi. Trời, nó chết luôn. Nó chết luôn rồi. Pick up Radius. Pick up Radius đi. Rồi, nó xuất miếng máu đi ha. Ôi, cái đống kinh nghiệm kia ngon quá mà mình không lượm được. Ây da. Cái nào cộng đam? Không có cái nào cộng đam luôn các bạn. Nó không dám cộng đam cho cây súng này luôn á. Clip size. Lấy Ray of Fire với Rock Speed đi. Trời ơi, né ra. Không được rồi. Một giây biến thôi. Đúng rồi. Ui, crit lên 800 mấy rồi đó các bạn. Reload Speed hay là Ray of Fire ta? Damage của cái kia. Reload Speed đi ha. Epic upgrade. That's a no. Show me more. Đủ luôn.
Mắt HP. Let's shake it up. Mấy cái này là mấy cái gì trời? Hay là mình để dành tiền lại ta, giờ Ron uổng tiền quá. Nó ra cái gì đâu không à? Crit Dam và Crit Gen ta. Này mình lấy đủ hai không? Hai là 58. Không đủ rồi, lấy một trong hai, lấy Crit Gen đi. Rồi, tiếp tục thôi. Để coi coi mình bao nhiêu Crit Gen nè. Crit Gen của mình 39 rồi các bạn. Crit Dam 266 cũng được. Đi lụm nấm. Mình lấy lựu đạn băng quả là một lựa chọn sáng suốt các bạn. Tí nữa mình sẽ chú ý lấy cái reload speed cho nó, để cho nó tăng cái tốc độ chọi ha. Chứ nó chọi một cái nó đợi lâu quá các bạn. Rồi xin một ít nitra coi. Ý, qua đây có 4 cây nấm luôn nè, mắc HP. Đau, đau. Đi bên kia có ngọc rồi mà lụm không được. Tức. Ôi ôi, đau. Tụi mày đã bị chậm rồi. Ok. Đó, đúng rồi, nó vô cái tỷ lệ đóng băng các bạn thấy. Ôi ôi, coi đam kìa. Chúng ta mới có map 2 thôi đó các bạn. Rồi làng làng lên kia mình lấy cái boss. Ở đây, ê, bên này có hai cái nấm nè. Với lại quặng hiếm luôn. Ủa, để mình tranh thủ mình sực cái đã. Ê, ê, đúng rồi. Mày nghĩ mày có thể giết tao à? Mày suy nghĩ lại giùm tao một cái. Ồ, rare fight tiếp kìa. Có nên lấy không ta? Okay. Cái này là Ron băng. Ok. Mình sẽ lấy Ron băng, mình đi theo làm chậm tụi nó lại nha các bạn. Để cứ hỗ trợ cho cây súng chính thôi. Ôi ơi, mình rất là thích cây súng này nha. Quá là xịn luôn. Ok, có cái gì lên đam không? Ôi, cái này Ray of Fire với là Reload Speed à. Cái này Movement Speed khi mình đứng yên. Cái này là máu, ok, lấy thêm máu đi các bạn. Mình còn trâu hơn. Khác kiểu như mình đau á, đau. Mình bây giờ gần giống như một chiếc xe tăng luôn á. Beat up Radius. Nâng cái tầm lượng đồ lên các bạn. Bên này có nấm hả? Ôi tự nhiên mình đi ngược về, thấy nó thất sách sao? Ok. Đúng rồi. Cũng được. Ghé lên cấp. Beat up Radius hay là Relax Speed cho cái này. Ok, lấy thêm Relax Speed cho nó đi. Mới đầu mình tính build full sát lực cho nó nhưng mà bây giờ bắn á mà thay đạn chậm rùa, bắn chậm rì cũng hơi sai sai. Ê, con boss kìa, không được có giết nó nha. Tại vì cây súng này nó nhắm vô cái con nào mà máu cao nhất các bạn. Cho nên cái việc nó chết là không thể nào tránh khỏi hết. Rồi né né nó ra đi. Vẫn phải lấy đam. Cái lựu đạn đó mình không có cần lên cấp nữa nha các bạn. Nhiệm vụ của nó là mình chọi cho làm chậm. Đâu? Hả? Đúng bằng luôn kìa. Ok. Lụm nè. Khá là tranh thủ ha. Ray of Fire nữa không? Relax Speed. Không, cái cây súng nó mạnh quá các bạn. Mình chưa có nâng cấp liền lên cái Overlock tiếp theo đâu. Tại nó mạnh quá. Đó. Ừ, mấy con boss kiểu là chết rồi, kiểu này đi. Rồi tranh thủ đào một ít quặng nữa, vẫn còn sớm lắm. Đó. Trời ơi, trời ơi. Thôi bớt mạnh giùm tao con cái. Crystal Dam. Ghê vậy. Ê Gro. Mình không biết đọc chữ này nhưng mà mình biết nó. Nó là cái kiểu đam mà dành cho những cái thằng mà bị đóng băng đó các bạn. Nó sẽ bonus cái lượng đam này. Nhưng mà
Ok, lượm cũng được. Bắt giúp đi. Nhưng mà của lựu đạn effect. Mình re thôi. Bắt gì? Mình cũng có một cái nhiệm vụ là nâng cấp hai thằng này lên 12 để mình unlock nè. Ui, đóng băng nó lại đi. Đúng rồi, nó đi lên mất máu cũng tức. Rồi, xuống thôi. Rock speed damage. Mấy cái này mình không cần. Này 18. Mắt dạ. Ok, nâng cấp nó luôn các bạn. Bây giờ thấy cái nào đam mình xúc thôi. Cái này đam nè. Này tóc chạy. Mình cần tóc chạy nhiều dữ không ta? Mua cái này đi. Không còn tóc chạy lắm. Minus. Rare fire tiếp nè. Ui trời ơi, cái này ngon. Xúc. Rồi. Mình nghĩ là mình sẽ để dành tiền ha. Ok, chui ra coi. Để mình coi một chút xíu nha. Ok ok, rít đam rít chen khá là ổn rồi đó các bạn. Mỗi lần mà mình thấy nó đạo nhưng mà thấy phê phê sao các bạn. Nhìn nó sướng lắm kìa. Trời ơi. Mình rất là thích tăng cái tốc độ đào lên nhanh á. Đó, lên cấp là tụi nó văng ra ngoài hết các bạn. Mình sẽ lấy thêm rít đam nha. Trời ơi, nó bắn như vậy thì ai mà chịu nổi. Khi mà lên 25 thì chúng ta khi mà lên 25 thì chúng ta sẽ có vũ khí mới mà mình không biết mình sẽ lấy cái gì đây. Mình nghĩ là cũng là một thứ gì đó để làm chậm cho nó lại ha. Trời ơi, trời ơi. Một map mình đi rất là nhanh luôn á. Ở đây có ba con bò nè. Đủ chưa, đủ chưa? Một cục nữa. Ok, chúng ta lên cấp. Ủa, đã mịt nữa nè. Sốt. Ui, 1k3 rồi, 1k3 rồi các bạn. Mình sẽ nâng nó lên đam cao nhất có thể. Trời ơi, nó nổ bên kia kìa. Ây da. Đâm điện. Mà vậy là mình lên cái này đi. Cái này nó sẽ knock back các bạn. Ok, cái súng này nó sẽ knock back cho chúng ta. Vẫn là đam thôi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có cái này là đốt. Cái này là làm chậm rồi các bạn. Khi mà mình ăn đam á thì nó sẽ xuất hiện một cái dòng reload speed đúng không? Hay là refi của cái này ta. Cái này là đam nguyên tố mình đâu cần đâu. Đó, rít là 1k4 rồi các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi. Mình nghĩ là mình nên roll nhẹ nó đi. Lấy max HP. Drop speed của lựu đạn nè. 10%. Có nghĩa là mình sẽ ném lựu đạn nhanh hơn 10%. Mấy cái này chắc không cần rare fire rồi các bạn. Đó. Lâu lâu nó bung ra. Khỏe quá. Để mình mé đi lên đây một chút. Đam. Ok. Này đây có vàng nè. Có vàng mà giấu. Thôi boss ra. Cũng nhanh thôi các bạn. Cũng nhanh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao cho con boss nữa. Ê, lụm luôn rồi. Mình tính để sau. Đam nữa nè. Rip đam nè. Reload speed. Reload speed. Bây giờ đây có mấy con bò nè. Ôi, nó canh con boss nó bắn không à. Như vậy là không có vui rồi. Con boss nó sẽ chết rất là nhanh. Mà mình không thích kịp nó. Đúng rồi, né con boss nó ra đi. Ui. Ồ,
Ok, mình ăn ở đây cũng khá khá đó. Đi lên đây coi còn gì. Thôi tạm thời là mình gần như vét sạch cái map rồi nữa. Lên đây ăn miếng máu. Ý, ở đây có một ít nacha nè các bạn. Ở dưới đây cũng có máu nè. Con boss này có thể đào giúp mình luôn các bạn. Đã quá. Quá đã luôn á. Lost speed. Ok, xong rồi. Có nào đam không? Cái này là đam. Ok. Ôi, cái overlock này chúng ta sẽ có bắn ra nhiều đạn hơn, nhưng mà cái tầm bắn nó ngắn lại và nó trừ cái chính xác. Còn cái này, cái này là cái mình thích được các bạn. Đây là một cái thick boy. Giống như là nó sẽ dồn hết tất cả nội lực của nó sẽ bắn ra một cái viên đạn. Nhưng mà đam rất là to các bạn. Thử rồi. Đâu? Bắn nhẹ cái cho ta coi. Ui ui. Bắn nhẹ coi. Ba ca đúng không? Không, ba là của cây shotgun. Ê, quên. Ron được thôi. Quên. Biến thôi. Mình cũng vét gần sạch cái map đó rồi các bạn. Chúng ta mới ở tầng 3 và chúng ta tới tầng 4 các bạn. Ray of Fire hay đam tiếp ta. Lightning Stick này. Đam này. Đam này. Crit Chain này. Chúng ta còn gì nữa? Oh, Reload Speed của cái này. Đam của cái này. Nope. Try again. Epic. Reload Speed. Ok. Hồi nãy nó làm chậm Reload Speed của cây này thì mình sẽ bù lại nha các bạn. 21 cấp rồi đó. Một cây. Ui, coi đây, cái tốc độ đào của nó kìa. Trời ơi, 3k. 3000 là chưa có rít nha các bạn. Hình như nó rít là mười mấy ngàn rồi đó. Ui, 10000 rồi. Má ơi, mới tầng này mà 10000 rồi. Mấy bé boss tôi chịu nổi. Vô đây đào một ít vàng nè. Trời ơi, nó nổ kìa. Rồi, tập trung đào. Hồi nãy giờ mình tập trung đào không các bạn? Còn cái việc bắn là nó tự bắn. Lên cấp. Mining Speed hay Reload Speed? Roll nhẹ cái đi ha. Đó, chúng ta có USB, ngon. Ui. Ôi, mấy cái overkill thì nó sẽ nổ nha các bạn. Đó. Chơi. Ray of Fire hay là... Rồi giờ mình on in cái súng đó rồi các bạn. Giờ nó ra cái gì thì mình dứt cái đó thôi. 20% đam nữa. Ray of Fire nữa. Ê, nhưng mà nó có gì đó sai sai các bạn. Mình nâng cái overlock đó là mình sẽ không còn băng đạn nha các bạn. Mình chỉ có gài được một viên và mình bắn thôi. Vậy là chúng ta sẽ on in vào tốc độ thay đạn cho cái súng này lúc này nha các bạn. Đây nè. Chúng ta sẽ on in vào cái này. Chúng ta sẽ không có chọn Ray of Fire nữa. Tại vì Ray of Fire nó không còn ý nghĩa gì với cái súng này nữa. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì tất cả những gì mà nó có thể bắn ra, nó sẽ dồn vào một viên đạn to mà nó bắn ra. Hồi nãy mình đọc không kỹ cái overlock các bạn. Lỗi của mình. Và mình bây giờ mình đã phát hiện rồi. Ok, chúng ta chọn Reload Speed để cho cái thanh này nó nhanh lên. Ok. Ok. Đam này. Các bạn vẫn chọn đam với lại thay đạn nhanh nha các bạn. Còn tốc độ bắn thôi, các bạn đừng chọn nữa. Ok, Ray of Fire là đừng lấy đây nha các bạn. Lấy Rift này. Cái boss này đi. Reload Rift này. Cho mình cái gì có đam coi. Ok.
nó sẽ trừ tốc độ di chuyển của mình các bạn. Ý, cái này thì không có trừ, nhưng mà nó sẽ tăng cái regen. Xúc thôi. Regen của mình bao nhiêu rồi? 71%. Quá là kinh khủng các bạn. Quá là kinh khủng. Ê, cẩn thận nha. Mình không thể hào hứng quá mà mình chết nhảm được. Thì ở đây có hai cục máu nè. Một công đôi việc. Một công đôi việc, một công đôi việc. Ok. Rồi, con boss chết luôn rồi các bạn. Con boss chết luôn rồi các bạn ạ. Rồi, xong rồi. Trời ơi, one hit kìa. Hộp. Roll làm ta. Roll cái đi. Dĩ đam. Trời ơi, 30% đam nữa các bạn. Reload speed nữa nè. Thôi đi thôi các bạn. Excellent work, Miner. Stage complete. Onwards to stage 5. Chúng ta sẽ đến với... Ui, có nữa nè. Reload speed này, refire dẹp. Rồi, chúng ta không còn mua được bất kỳ cái gì nữa. Mình roll một cái rồi, có cái nào dưới. Ấy đây. Ấy đây. Show me more. Cái nữa ha. Chứ mình không thấy cái gì hợp lý rồi đó. Coi như là không có cái gì cho cái súng của mình nữa rồi các bạn. Mình sẽ lấy rare file của cái này để tăng cái tốc độ đẩy lùi nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đào các bạn. Tại vì mình có mấy cái artifact này nè. Cái này á thì gold càng nhiều thì nó sẽ tăng đam cho mình. Cái này, cái nitrite càng nhiều thì nó sẽ tăng tỷ lệ chí mạng cho mình. Đó. Có nghĩa là mình đào mấy cái này càng nhiều á thì mình sẽ chuẩn bị cho con boss tốt hơn ha. Với lại đây, đây, rít nè. Rít. Rít coi. Ồ, cả khúc máu luôn các bạn. Kiểu như con boss gặp mình nó ngậm cười đó. Ngậm cười nó chín xuôi. Rare file nữa à. Chúng ta lấy cái chain ngon hơn chứ đúng không? Ôi. Cái gì vậy? Ok. Đợi mình đào cái quặng hiếm này. Đó. Chưa đầy 5 viên là chết các bạn. À, rip thì còn ít hơn nữa. Đào hết cái đống vàng. Nè, nè, boss nè. Boss nè. Trời ơi. Trời ơi. Xong. Quá là gọn gàng luôn. Để chuẩn bị tốt cho con boss thì giờ mình sẽ dạo một vòng nữa các bạn. Để coi coi địa hình như thế nào. Bên kia có vàng nữa kìa. Ooh, Richan 75%. Vậy là tỷ lệ chí mạng của mình 75% rồi hả? Mau vậy. Rồi mình lấy cái boss này coi. Mong là boss nó có gì đó, artifact nào đó có đam. Rồi đã chưa? 16k rồi các bạn. Rồi xử lý cái boss thôi. Ê! Ôi. Đam này. Xong. Nó nhẹ nhàng kinh khủng luôn á. Rồi, chúng ta đi thôi các bạn. Ok. Very well done, Miner. Taking you back to the space rig. Rồi các bạn coi đam nè. Ủa riêng cái súng này thôi đã là 6.6 triệu rồi.
Rồi, chúng ta cùng nâng cấp một ít nha. Chúng ta có 6.000, gần 7.000. Mình sẽ nâng XP nè. Tất nhiên là crit rồi. Vậy thôi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.